Đấy, xin chào quý vị và bạn đã trở lại với Zini AD nghệ thuật và sống của trung tâm nghệ thuật Seoul Nam. Đấy, mình hôm nay đang đứng tại trước cửa Tràng Tiền Plaza, phố Tràng Tiền từ phố Tràng Thi ra. Hôm nay là đang kỷ niệm ngày 10 tháng 10, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội năm 2024 Giáp Thìn. Hiện tại sáng ngày hôm nay ngày 6 tháng 10 năm 2024 thì Ủy ban thành phố Hà Nội đã và đang tổ chức chương trình lễ diễu hành diễu binh kỷ niệm nhân kỷ niệm ngày 70 năm ngày giải phóng thủ đô các bạn. Nhưng hiện tại mình ra đây từ 6 giờ sáng các bạn. Đây là trước cửa Tràng Tiền Plaza nhé, bên cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm các bạn. Nhưng hiện tại là lực lượng công an, dân quân tự vệ đang cấm đường các bạn. Tôi đoán chắc là dân sẽ không được vào để xem rồi các bạn ạ. Có thể là mình đang quay cho các bạn xem các cảnh hậu trường trước khi diễn ra lễ diễu hành vào buổi sáng ngày hôm nay, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày hôm nay các bạn nhé. Bây giờ nó là 6 giờ 20 phút sáng ngày 6 tháng 10. Chỉ khoảng lửa tiếng đồng hồ nữa thôi là sẽ diễn ra chương trình lễ diễu hành diễu binh. Lễ diễu hành diễu binh mừng 70 năm giải phóng thủ đô. Nhưng hiện tại các lực lượng công an đang cấm đường rồi các bạn. Cấm tất cả các nẻo đường xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm. Hiện tại là dân ở ngoài cũng không được vào để xem các bạn. Đây, mọi người dân đang đứng xung quanh bờ hồ giống như tôi bây giờ, không được vào khu vực phía bờ hồ Hoàn Kiếm. Bắt đầu từ đường phố Tràng Thi ra Tràng Tiền và Đà Gia này các bạn. Theo như tôi được biết thì các chú công an đã nói rằng là phải có thẻ ra vào mới được vào các bạn. Ngoài ra dân sẽ không được vào xem. Dân lấy quần chúng. Đây là những trước phim đăng. Đây chính là đoàn diễu hành, và lát nữa trong lửa tiếng nữa sẽ diễu hành quanh bờ hồ Hoàn Kiếm các bạn ạ. Quá là đẹp thế này mà chúng ta không được chiêm ngưỡng thì thật là tiếc các bạn. Nhưng thôi, theo như luật lệ thì chúng ta nên tuân thủ thôi, nên đứng ngoài thôi. Các bạn có thể ở nhà có thể xem qua đài truyền hình VTV1, đài hình Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam sẽ trực tiếp trên kênh VTV1 các bạn. Còn chúng tôi ở đây chắc chắn sẽ phải đợi bao giờ hết giờ diễu hành diễu binh thì người dân ở đây mới được vào khu vực quanh bờ hồ các bạn. Phải lẽ là tôi sẽ phải đứng đây đợi hết chương trình diễu binh trong khoảng một tiếng đồng hồ thì mới được vào khu vực bờ hồ ạ. Đây đoàn lân sư đồng chuẩn bị vào rồi. Điện sáng đi ông bà ơi. Điện sáng đó. Thêm đã, nhớ đưa được vào. Không được vào đâu. Đây là đầu bên này của Tràng Tiền Plaza các bạn nhé. Đầu bên kia mới là, phía đầu bên kia mới là bờ hồ Hoàn Kiếm. Nhưng mà đã bị cấm đường từ đầu bên này rồi, không thể đi được. Đây các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều người dân đã đứng tập trung tại đây trước hàng rào này, tại phố Hai Bà Trưng đây.
giao cắt với Tràng Tiền, phố Tràng Thi đã bị cấm đường rồi ạ, không thể vào được nữa. Theo như ngày tổng duyệt từ ngày hôm qua, ngày hôm kia thì dân vẫn được xem bình thường các bạn. Nhưng hôm nay là ngày chính thức nên lại không được xem mất rồi. Thật quá là tiếc luôn, một sự kiện lớn như này mà nhân dân không được xem thì thật là tiếc. Đây anh người nước ngoài đang đứng hóng này. Đây là các vị khách mời đang đến rất đông này. Đoàn Sino diễu hành này, đoàn Sino diễu hành này cũng đang vào này. Đấy, các bạn, người có thẻ mới được vào nhé. Thẻ này tôi không biết là lấy từ đâu nhưng mà có thể là ban tổ chức phát. Yeah, các bạn nhìn thấy trước cửa Tràng Tiền ra rất nhiều người dân đang đứng tập trung. Họ cũng không được vào. Trong ngày hôm qua, ngày hôm kia thì tổng duyệt chương trình thì dân vẫn được xem bình thường các bạn. Nhưng hôm nay lại bị cấm hết rồi. Thật quá đáng tiếc. Nếu mà chương trình sự kiện lớn này mà dân không được xem thì thật là tiếc các bạn. Vậy các bạn đành phải xem trên VTV1 trực tiếp rồi các bạn. Đây đoàn Lân Sư Rồng. Đấy, em bé Hà Nội này. Em nội có thẻ không? Em gái Hà Nội. Cái gì đây, phục vụ trà sữa hay sao đây? À bán à. Theo đoàn Lân Sư Rồng đang đến. Đây là toàn bộ những đoàn sẽ diễu hành trong lửa tiếng nữa các bạn nhé.
Các bạn có thể nhìn thấy lực lượng quân đội tham gia diễu hành đang ngồi nghỉ, họ đang ngồi nghỉ ở trong bên phía trong đường kìa. Đấy. Họ đang ngồi nghỉ để chuẩn bị cho buổi diễu hành một lát nữa. Đấy, làng nghề thủ công mỹ nghệ dường như kiểu là rước quan rước rước quan rước vua. Cũng giống như các lễ hội truyền thống ở trong kênh, các bạn trở lại kênh để xem một. Đây có các vai người lính nữa các bạn ạ. Người lính quân nhân ngày xưa ấy, thời giải phóng ấy, đấy. Cái bộ trang phục này giống như thời lính nhân dân ngày xưa. Vậy các bạn có thể xem qua đoàn diễu hành qua clip hậu trường này cũng được này các bạn. Đấy, rất nhiều các anh đẹp trai nha. Đấy, đúng bộ đội cụ Hồ, đúng như trang phục của bác Võ Nguyên Giáp ngày xưa. Các bạn đừng quên video thứ hai mình sẽ quay sau khi clip này kết thúc, hoặc là chương trình diễu hành kết thúc thì mình sẽ nhân dân sẽ được vào bên trong phía bờ hồ Hoàn Kiếm các bạn nhé. Mình sẽ quay review xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm cho các bạn xem không khí tưng bừng ngày nhân ngày kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô Hà Nội các bạn nhé. Trong đó mình được biết là ban tổ chức đã dựng các mô hình rất là đẹp, những danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội bên trong phía hồ Hoàn Kiếm ạ. Trong clip phần 2 mình sẽ quay cho bạn xem nhé. Còn bây giờ trong giờ diễu hành thì chúng ta không được vào rồi. Thì kìa, rất là nhiều đoàn diễu hành đang đến. Đoàn kia đoàn tôi đoán kiểu đoàn học sinh nhỉ, giống kiểu học sinh trường Cút Tử Giám ngày xưa kìa bạn. Tôi nhìn thấy trang phục với kia là tôi đoán là học sinh ở trường Đại học Cốt Tử Giám, Văn Miếu Tử Giám ấy bạn, ngày xưa ấy. Các bạn nhìn thấy cột đồng hồ này, bây giờ nó là 7 giờ kém 25 phút rồi. Chỉ còn 25 phút nữa là chương trình diễu hành bắt đầu. Thì các bạn đóng vai các học sinh ở trường Văn Miếu Cốt Tử Giám đang chụp hình đằng kia rồi. Đấy, có nghĩa là cái cuộc diễu hành này nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô này sẽ tái hiện lại những thời khắc lịch sử ngày xưa các bạn nhé. Tức là ngày xưa như thế nào thì bây giờ ban tổ chức sẽ tái hiện lại đúng như ngày xưa các bạn. Từ diễu hành quân đội nhân dân này cho đến các tầng lớp nhân dân hay là nông dân, trí thức hay là nhân viên tái hiện lại đúng như ngày xưa khi mới bắt đầu được giải phóng thủ đô các bạn. Đấy, đây là đoàn xe của
bộ đội quân nhân đang vào này. Đoàn xe diễu hành nhá. Đây một anh người nước ngoài, anh da đen đang đứng đằng trước, nóng lòng muốn xem lắm nhưng mà không được xem đây. Đội Lân Sư Rồng với đội của các sĩ tử của trường Quốc Tử Giám đang vào. Đấy. Anh đi lên trên đấy mà xem được. Ở đường nào hả chị? Thấy chú công an cho bảo đi lên trên mắt trên chứ phải. Đi một đường. Đi bộ thì mình đi bộ. Theo thông tin của một người dân cho biết thì họ nói là nên chỗ ngã tư đằng kia thì xem được các bạn, nhưng mà không biết thế nào. Ngã tư chắc là ngã tư phố Tràng Thi đấy. Các bạn, theo thông tin tôi được biết thì các chú công an chia sẻ thì đi ra phố đường phố Bà Triệu hoặc là Lý Thái Tổ sẽ được xem, nhưng mà làm sao để vào được, làm sao để đến chỗ đấy, đường rất là xa bạn. Các bạn sinh viên đang đứng ở đây này. Đến đường đi xem đi các bạn ơi. Về xem hồ tiếng. Đấy, hình như bắt đầu diệt rồi sao đấy. Các bạn nhìn thấy rất là nhiều người đang đứng trước hàng rào. Các bạn như theo tôi thiết nghĩ thì những sự kiện lớn kỷ niệm ngày giải phóng của đất nước như này có người dân xem mới hay này, đúng không? Nhưng mà ban công an lại cấm đường mất rồi. Mình nghĩ như các sự kiện duyệt binh khác, như là kỷ niệm 75 chiến thắng Điện Biên Phủ này, hay là như năm như cách đây 10 năm thì không bị cấm các bạn. Cách đây 10 năm tại bờ hồ Hoàn Kiếm không bị cấm, nhưng năm nay lại bị cấm các bạn. Thật là tiếc khi không được chứng kiến tận mắt lễ diễu hành. Ngày lễ lớn trọng đại của cả nước như thế này thì người dân phải được xem lễ diệt binh, lễ diễu hành thì mới tạo đúng khí thế giống như ngày xưa các bạn, như ngày xưa ngày giải phóng ấy, vậy nó mới có ý nghĩa chứ không, đúng không bạn? Đấy, theo tôi nghĩ thì là như vậy. Phải cho đứng hai bên.
Vòng lên trên đây rồi, đấy nó sống ít. Em ơi, còn ai đứng xuống đường này? Đấy, còn rất nhiều bạn đang đi tìm đường vào. Tôi thấy tôi thật bức xúc khi không được xem đấy các bạn ạ. Đây có rồi. Ngoài thôi. Đấy, rất nhiều dân mặc cỡ áo cờ đỏ sao vàng nhưng mà không được vào xem. Thành ra bức xúc. Bây giờ tôi sẽ phải đi cố gắng đi tìm đường để có thể xem được diễu hành nhé bạn. Theo như các chú anh công an nói thì có thể vòng phía bên kia để vào đường Lê Thái Tổ. Làm sao bây giờ? Đấy, rất nhiều các bạn sinh viên tay cũng đang đi xem. Rất tiếc là không được xem. Vẫn còn rất nhiều các đoàn diễu hành đang tiến vào khu vực quận khu vực bờ hồ. Đấy, các bạn bỏ đi rồi. Các bạn sinh viên chắc là đi tìm đường để xem. Đấy, các bạn sinh viên đấy. Cái chụp hình tự nhiên đi các bạn. Đấy. Đấy, có hai bạn sinh viên non na đẹp hôm nay mà không được đi vào xem là rất tiếc. Đấy, các sĩ tử của trường Văn Miếu Quốc Tử Giám tái hiện lại các sĩ tử trường Quốc Tử Giám ngày xưa này các bạn. Đội Kèn Đồng. Thank you.
Đấy, mấy anh này đang diệt luôn tại đây luôn, không cần vào. Các bạn có thể nhìn thấy mật độ người dân đang đứng trước hàng rào rất là đông. Có lẽ là sẽ phải đi tìm đường để có thể xem được chương trình trực tiếp thôi các bạn. Đứng đây quá là tiếc luôn. Một chương trình lớn, sự kiện lớn như này mà không được xem thì quá tiếc. Đấy. Đứng lên ngại gì.